Hi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ và dành những lời khen cho video liên từ phần 1 của Tracy. Chính vì thế ngày hôm nay Tracy sẽ phải chia sẻ với tất cả các bạn video phần 2 của liên từ ngay thôi. Nhưng mà trước khi đến với liên từ phần 2 thì Tracy sẽ kiểm tra miệng các bạn một chút nha. Không, đừng há miệng ra như thế. Tracy không phải là nha sĩ đâu nha. Tracy chỉ muốn kiểm tra xem các bạn có nhớ những gì mà chúng mình đã học trong liên từ phần 1 hay không thôi. Ok, cách dễ nhất để ghi nhớ 7 liên từ đẳng lập là gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là chiêu thần thánh fanboys. Vậy các bạn có thể liệt kê xem 7 liên từ đẳng lập là gì không? For, and, nor, but, or, yet và so. Good job! Đúng rồi, thông qua chiêu thần thánh này thì việc ghi nhớ 7 liên từ đẳng lập rất là dễ dàng đúng không các bạn? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với dạng liên từ thứ hai, sẽ phức tạp hơn một chút nhưng mà các bạn yên tâm, Tracy sẽ hướng dẫn và đưa ra các ví dụ để giúp các bạn dễ hiểu hơn. Liên từ thứ hai mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học chính là tương liên từ, hay còn gọi là liên từ tương quan, tại vì là các liên từ này sẽ thường đi theo cặp và không thể tách rời. Liên từ tương quan thì có hai chức năng chính các bạn nhé. Thứ nhất đó chính là để nối hai đơn vị giống nhau về mặt bản chất trong câu. Ví dụ như là nối từ với từ này, mệnh đề với mệnh đề. Các bạn lưu ý là chúng ta không thể nối từ với mệnh đề đâu nha. Thứ hai là Tracy đã nói trước rồi, đó chính là chúng sẽ đi thành cặp, đi thành đôi và không thể tách rời. Chúng ta sẽ cùng ghi nhớ 4 liên từ tương quan mà các bạn hay sử dụng nhất, chính là either, or, neither, nor, both, and và not only but also. Tất cả đều nằm trong chiếc hộp này đây và một chút nữa thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng cặp từ nhé. Thực ra là các liên từ tương quan này rất là dễ nhớ đúng không? Nhưng mà trên thực tế lại có rất là nhiều bạn cảm thấy hỗn loạn khi sử dụng những cái từ này và thế là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ví dụ như là neither or hoặc là either or vân vân. Vậy thì bây giờ thì Tracy sẽ kể một câu chuyện để cho các bạn dễ hình dung nhé. Một ngày đẹp trời nọ, mẹ Thỏ mua cho hai chị em nhà A một cà rốt rất ngon, rất to, rất đẹp đẹp. Both my sister and I eat the carrots. Trong một diễn biến khác tại nhà B, hai chị em quyết tâm không ăn chung và cũng không ai nhường ai ăn cả. Có mỗi một củ cà rốt mà liếm chung thì kinh chết đi được, hoặc chị ăn hoặc em ăn thôi. Either my sister or I eat the carrots. Trong khi đó ở nhà C, hai chị em cùng ngồi nhìn củ cà rốt trên bàn, cả hai đều nhường nhau cho nhau ăn nhưng lại chẳng ai nhường ăn một củ cả. Thế là thôi, quyết định là cả hai chị em chẳng đứa nào ăn nữa. Neither my sister nor I eat the carrot. Gia đình B thì khóc liệt hơn. Sau một cuộc chiến tranh tàn bạo, cô chị đã giành được củ cà rốt và ăn ngon lành. Còn cô em thì ngồi khóc. Mẹ thấy vậy liền cho cô em một cái bánh cả dán két xe. Cô chị thấy vậy giật phát của cô em giấu đi. My sister not only eats the carrot, but also eats my fried chicken. Chắc chắn là các bạn đã hiểu sơ sơ qua về liên từ tương quan rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chi tiết vào từng liên từ nhé. Cặp liên từ tương quan đầu tiên chúng ta sẽ học chính là either và or. Cặp này có nghĩa là gì nhỉ? Thử một ví dụ nhé. Whatever, you either like me or you don't. I do not live to please others. Tùy, bạn thích tôi hay không cũng được. Tôi không sống để làm vừa lòng tất cả mọi người. Tập yêu bản thân trước đã nhé các bạn. Cặp liên từ tiếp theo đó chính là neither nor. Cặp này thì sẽ phức tạp hơn một chút. Nó mang ý nghĩa là phủ định kép, nghĩa là không chọn cái này và cũng không chọn cái kia. Ví dụ nhé, I like neither pasta nor pizza. They are too greasy. Có nghĩa là tôi không thích ăn cả mì Ý lẫn cả pizza bởi vì nó quá là ngấy. Các bạn nhớ nhé, chúng ta có từ greasy có nghĩa là ngấy. Sử dụng hai cặp liên từ là either or và neither nor thì các bạn lưu ý một chút này. Ở đây, đó là động từ chính, chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ ở gần nhất. Đây này các bạn nhìn thấy không? Ví dụ nhá. Này, neither he nor I like this book. Nghĩa là cả anh ấy lẫn tôi đều không thích quyển sách này. Ở đây các bạn thấy là động từ mình đã chia ở dạng like, nghĩa là đi theo chủ ngữ I, chứ không phải likes theo chủ ngữ he nhá. Tiếp đến là một cặp liên từ quen thuộc và đơn giản hơn và chắc là cũng nhiều bạn biết rồi. Đó chính là both and. Để diễn tả sự lựa chọn kép,
có nghĩa là chọn cả cái này và cả cái kia. Ví dụ nhá. Both my brother and sister cook well, but I don't. Cả chị tôi lẫn anh tôi đều nấu ăn rất là giỏi, nhưng mà tôi thì không. You know. Thêm một ví dụ nữa nhá. He loves both Hương Tràm and Chipu, but he doesn't know who to pick. Có nghĩa là anh ấy hâm mộ cả Hương Tràm lẫn Chipu nhưng mà không biết phải chọn ai. Cặp liên từ cuối cùng nào? Đó chính là not only, but also. Cặp liên từ này cũng diễn tả sự lựa chọn kép nhưng mà khác một chút về nghĩa dịch nhá. Chúng ta sẽ dịch là không những thế này mà còn thế kia. Ví dụ nhá, she's not only pretty, but also intelligent. Nghe giống mình phết nhở. Chúng ta sẽ dịch là cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Có một lưu ý nho nhỏ khi các bạn sử dụng cặp liên từ both and và not only but also, đó là khi mà chúng ta sử dụng chia động từ thì chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ kép, nghĩa là chia động từ theo cả hai chủ ngữ trước đó. Tracy sẽ cho các bạn một ví dụ nhé. Not only my mother but also my father are visiting me this winter. Nghĩa là không chỉ mẹ mà cả ba tôi đều đến thăm tôi vào mùa đông năm nay. Các bạn thấy là động từ to be ở đây đã được chia ở dạng số nhiều là are chứ không phải là is theo my mother hay là my father nhé. Ngày hôm nay, ngoài việc ôn tập lại 7 liên từ đẳng lập mà chúng ta đã học ở buổi trước, thì Tracy đã chia sẻ với các bạn 4 cặp liên từ tương quan phổ biến nhất rồi đúng không nào? Thông qua buổi ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là liên từ cũng không quá đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ đúng không? Vẫn là bài tập đặt câu với các liên từ tương quan đã học trong buổi ngày hôm nay, thì Tracy sẽ theo dõi xem là bạn nào có ví dụ đặt câu hay nhất cũng như là được nhiều like nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!